Với dân số Lào gần 7 triệu người cùng khoảng 1.400 ngôi chùa lớn nhỏ, Phật giáo có vị trí quan trọng đối với người dân Lào. Và việc đưa con em đến chùa tu tập, học giáo lý nhà Phật là một trong những phong tục lâu đời của Lào. Thời gian tu tập của con em có thể dài hay ngắn tùy theo nhiều lý do, nhưng tựu chung các em đều xuống tóc, học tập và sinh hoạt như những chú tiểu xuất gia thật sự. Đây là một khóa tu ngắn ngày dành cho thanh thiếu niên tại chùa Veluvan Sima Chanda, Maha Mung Khun Say, huyện Sai Thani, thủ đô Viêng Chăn. Chùa Veluvan Sima Chanda, Maha Mung Khun Say tại huyện Sai Thani, thủ đô Viêng Chăn hôm nay đông hơn thường lệ với sự có mặt của hơn 30 thanh thiếu niên người Lào. Sau giờ học kinh, học các thiền định là giờ các em học các bước đi khi khất thực theo quy định của Phật giáo tiểu thừa của Lào. Quá trình hình thành đạo đức của con người bắt đầu từ khi nhỏ, cũng giống như khi người ta trồng cây thì uốn cành từ nhỏ vậy. Với bà con Phật tử, mong muốn giúp các em bồi dưỡng, phát triển nhiều đức tính tốt, bởi các em là những nhân tố chính của xã hội tương lai. Nên nếu các em thông minh, đạo đức tốt, thì xã hội đất nước cũng sẽ an bình, phát triển. Trong thời gian gần 2 tuần ở chùa, các em sẽ xuống tóc, cạo lông mày, cùng đi khất thực với các nhà sư vào sáng sớm, sinh hoạt đời sống, thiền môn như những chú tiểu đã xuất gia. Gia đình chị Supalak Luống Su Văn sống tại bản Thát Luồng Nứa, huyện Sai Thani, thủ đô Viêng Chăn cho biết, sau khi biết tin chùa Veluvan tổ chức khóa tu trong thời gian nghỉ hè cho thanh thiếu niên, gia đình rất muốn hai con trai 8 và 10 tuổi tham gia những khóa tu như thế này để các em hiểu hơn về lễ nghĩa trong cuộc sống. Năm nay là năm thứ nhất nhà chùa tổ chức khóa tu dành cho thanh thiếu niên ở thủ đô Viêng Chăn đến học. Những ngày tu tập như thế này, nhà chùa sẽ dạy cho các em về nguồn gốc của Đức Phật, Kinh Phật, cũng như dạy cho các em hiểu biết bổn phận đối với bản thân, biết tri ân và báo ơn. Từ đó, sống hướng thiện, chăm chỉ học hành, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, yêu thương giúp đỡ mọi người. Sự gần gũi giữa đạo và đời đã tạo cho người dân đất nước Hua Champa lối sống hiền hòa, điềm tĩnh, luôn mong cầu hòa bình và an lạc như triết lý của nhà Phật. Vì thế, việc đưa con em đến học tập tại chùa sẽ góp phần định hướng và bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, giúp thanh thiếu niên Lào không tham, sân, si, theo ánh đạo, từ bi của Phật Pháp.